Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Từ Online sẽ gặp lại các bạn trong phần bình luận và phân tích nhanh về một ván cờ rất hay, đặc sắc về cờ tàn của ngoại tinh lê khách Vương Thứ Nhất, đại diện tiêu biểu của trường phái công sát Trung Hoa. Đây là ván đấu anh đánh trong giải cờ tướng gia cấp hiện tại năm 2022 trong khuôn khổ của vòng thiếu thứ 15. Xin cảm ơn các bạn cùng đón xem trận đại chiến giữa Vương Cầm Đen Đỏ Đi Tiên và kỳ thủ Thôn Hân Hạo người Cầm Đen Đen. Xin cảm ơn các bạn cùng đón xem. Đòn phép đầu tiên đến từ ngoại tinh lê khách, một tay cờ thiên tài của làng cờ tướng thế giới, lập tức là phần cờ phi tượng cuộc lừng danh thiên hạ. Tượng 3 tiến 5. Bên đen cho phố 2 bình 4. Vương cho nhấc hoành xe. Mã 2 tiến 1 để mở đường cho xe 1 bình 2. Bên vương xe 9 bình 6, một tìm ra xe tranh tiên. Sĩ 6 tiến 5 và lập tức là phần cờ cho nhắc bình biên khá hay, một thủ đoạn tiến tốt để ức chế sự phát triển của mã đen đường biên, đồng thời mở đường cho đường mã về sau. Xe 1 bình 2, vương cho phát triển mã ngay, và trong bối cảnh trên thì bên đen cho tiến xe điểm cao. Ngoài hình cờ đó ra thì bên đen có thể phát triển ở hướng tượng 7 đến 5 trước cũng không sao. Đánh như vậy khi đó bên đỏ có cho tiến xe. Ám phúc tình huống cờ có thể thả mã bắt xe, thì có thể triển khai đường xe sau. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ Tôn Hân Hạo. Xe 2 tiến 4. Bên vương cho xe 6 tiến 3. Một đường cờ tiến xe, quản lý bờ sông, đồng thời mượn đường cho phần cờ phát triển mã. Bên đen nhìn thấy bên đỏ đang tìm cách đuổi mình, lập tức anh cho nhấc binh 1 ngay. Mã bay qua, xe chạy đi và phần cờ cho nhấc đốt biên. Một đường cờ tấn công khá hay đến từ bên đỏ, khiến cho bên đen phải bất nhiều nhịp ra xe. Vương phố 2 bình 4. Bên đen tượng 7 tiến 5. Mã 2 tiến 3 và tiếp theo phần cờ cho phát triển mã vào nhánh ngoài, thực chất lại không phải biến hay. Ngoài hình cờ đó ra thì bên đen có thể phát triển mã qua trung lộ thì có phần tốt hơn. Đánh như vậy thì đường hàng ngang, đường hàng tốt của bên đen được bảo vệ tốt hơn. Khi đó mà bên đỏ có binh 3 đến 1 thì hoàn toàn có thể triển khai tiếp bằng hình cờ binh 7 đến 1 ngay. Có hai biến dành cho bên đỏ. Binh 3 đến 1 thì xe chuyển qua. Sau khi bên đỏ phát triển mã 3 đến 4, các bạn thấy ngay đường tốt đầu của bên đen được bảo vệ rất chặt. Trong một hình cờ khác mà không đi bằng phần cờ binh 3 đến 1 mà ra xe trước thì sao? Đánh như vậy thì bên đen đơn giản cho xe chiến binh 8 thôi. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ Tôn Hân Hạo, anh cho khởi mã qua đường biên. Bên đỏ binh 3 tiến 1 đến từ ngoại tinh lê khách. Bên đen xe 9 bình 8. Vương xe 1 bình 2 và tiếp theo là phần cờ cho tách phó qua để mời đấu ngay. Ngoài hình cờ đó ra, các bạn thấy ngay bên đen đi tiếp bằng phần cờ binh 7 tiến 1 thì sao? Đánh như vậy thì bên đỏ có thể cho nhấc xe qua điểm cao để quản lý tốt, một vị trí đứng xe rất đẹp dành cho bên tiên của Vương. Trong hình cờ thực chiến thì lo ngại đường xe của bên đỏ, bên đen cho tách phó qua. Phó 8 bình 6 và mời đấu xe. Vương là một kỳ thủ công thủ toàn diện. Tài nghệ chơi cờ của anh vô cùng siêu quần, lập tức cho đấu ngay. Cần thiết có thể chuyển về cờ tàn phó mã. Bên đen mã chính thoái 8 bắt xe. Bên tiên tiếp theo là phần cờ cho tiến xe ngay, nhanh chóng đấu tới hai xe. Trong bối cảnh trên thì bên đen cho đấu xe và chấp nhận thi triển cờ tàn đối với bên đỏ của Vương. Ngoài hình cờ đó ra mà cho chạy xe đi. Xe 1 tiến 1 thì bên đỏ có thể cho thoái mã về để chạy đi. Đây vẫn hình cờ mà thấy đứng của bên đỏ ở vị xe đẹp hơn. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên đen khi đứng trước kỳ thủ đại tài của làng cờ tướng Trung Quốc. Đấu ngay. Vương cho thả mã bắt xe. Tiếp theo là phần cờ cho binh 7 tiến 1, tiến tốt để mời đấu tốt. Ngoài hình cờ đó ra thì bên đen có thể phát triển đường hướng binh 5 tiến 1 để che đường mã, cũng là biến hóa khá hay để ngăn đường phát triển quân đến từ bên đỏ. Ở tương lai về sau có thể nhấc con pháo 6 tiến 2 đuổi con mã của bên đỏ.
Các bạn sẽ cùng đón xem vấn cờ trong thực chiến đến từ Tôn Hân Hạo. Binh 791. Vương đấu tốt ngay. Xé tận qua và tiếp theo là phần cờ cho phòng pháo tấn công vào lộ tốt. Binh 391 thì vương đã có thời cơ anh cho vật pháo qua bắt tốt đường biên. Bên đen cho phát triển mã và bên đỏ lập tức cho cắm pháo giáp ngay. Pháo 1-3. Hình cờ trên thì bên đỏ cũng thể cho tách pháo qua đè mã. Đây vẫn là bối cảnh mà hình cờ của bên đỏ các bạn thấy ngay là thấy đường khá đẹp. Trong thực chiến của trận cờ, vương của đội chơi bão táp lập tức cho phòng pháo qua. Pháo 1-3 đứng chờ thời, sơ hở là bên đen trả giá ngay. Bên đen cho tượng 7 thoái 5 để làm tròn vị cờ. Ngoài hình cờ trên thì bên đen có thể triển khai phần cờ mã 7-6 để tìm hướng đấu pháo. Thì có phần tốt hơn để tránh đi tuống cờ tấn công rất mạnh đến từ bên tiên đang tập kết cùng một cánh. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên đen. Tượng 7 thoái 5 và vương nhẹ nhàng cho pháo 4 thoái 1, anh đã tính bách đảo vị quân. Mã 7-8. Bên tiên pháo 4-2 đang mượn lực tấn công. Và trong hình cờ trên thì cảm thấy áp lực nguy hiểm, bên đen lập tức cho bình pháo qua, mời đầu pháo đi. Trong bối cảnh trên các bạn thấy ngay khi mà bên đen sai lầm cho mã 1-2 thì bên đỏ sẽ mở cờ chống bụng với phần cờ thản mã qua là bên đen chết quân. Phế mã ngay để đánh úp. Không thể ăn mã bị chiếu pháo ngay là thua. Còn trong bối cảnh trên đây có bình pháo qua thì vẫn bị kém quân. Khi đó bên đỏ sẽ vượt pháo qua ngay, đấu pháo. Pháo chuyển qua thì mã 4-2. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ lựa chọn phòng thủ đến từ bên đen. Pháo 6-8. Bên tiên của vương anh cho mã 3-2 đan mã qua tấn công. Và trong hình cờ trên thì bên đen quyết định bằng phần cờ cho pháo vật mã về sau để cho hai pháo của bên đỏ có thời cơ tấn công khá mạnh. Trong hình cờ trên mà cho thoái mã về đứng từ thủ thì sao? Đánh như vậy thì có phần tốt hơn. Tuy nhiên thì bên đỏ hoàn toàn có thể cho tung mã qua ngay để tấn công. Bối cảnh tấn công của bên đỏ sẽ khá đẹp với một con tốt đứng đường biên trợ lực. Trong hình cờ thực chiến, bên đen cho pháo 8-3 và bên đỏ có thời cơ. Vương lập tức cho pháo bắt lại cây. Đang mai phục phần cờ cắm pháo chiếu xếp cục. Bên đen cho vách xích qua. Vương cho thoái mã về. Pháo 4-3 và lập tức là phần cờ cho cấp tốt đầu. Bối cảnh hình cờ của bên đen đang vô cùng chênh vênh. Pháo 3-4. Bên đỏ binh 1-1. Bên đen cho lắc pháo qua. Vương cho thả mã. Mã 1-3 và phần cờ cho thoái mã về. Một vài tình huống cơ đảo vị đến từ ngoại tinh lê khách. Pháo 2-2 thoái pháo về để phòng thủ điểm hàng ngang. Bên vương sĩ 4-5. Tách pháo qua. Binh 5-1. Binh 3-1 và tiếp theo phần cờ cho nhấc binh 5. Đường tấn công đến từ bên đỏ đã ngày 1 khiến cho bên đen lâm nguy. Binh 3-4. Bên tiên vương cho tách tuốt qua. Pháo 2-1. Binh 1-1 đến từ ngoại tinh lên khách. Các bạn sẽ cùng xem tiếp những màn điều quân thiên tài của cao thủ hàng đầu thiên hạ. Pháo 1-2 trong bối cảnh khó khăn, bên đen lập tức cho tách pháo qua lại. Bên đen trong bối cảnh khó khăn lập tức cho pháo 1 chạy đường ngang. Vương thoái xi về. Pháo 1 lại 2 và tiếp theo phần cờ cho binh 1-1 ngay. Phế tốt để tấn công. Ở trong hình cờ trên thì lo ngại đường tốt đến từ bên đỏ, bên đen cho vật pháo qua làm hình cờ sai lầm. Ngoài hình cờ trên có thể cho tượng 5-7 thì có phần tốt hơn. Đơn hình cờ sẽ che được mã, đồng thời cấm đường bên đỏ có thể tiến tốt tấn công.
Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến. Sau khi bên đỏ cho nước tốt biên thì bên đen cảm thấy áp lực, lập tức cho vật vào qua bắt tốt. Và chỉ chờ có vậy, bên đỏ của ngoại tinh lấy khách lập tức tung chiêu phần cờ tấn công sấm sét bằng tình huống cờ cho thả mã qua. Một hình cờ rất hay, đang mai phục phần cờ đâm vào chiếu sát cục khi tướng không thể chạy tầng 2. Trong hình cờ trên, bên đen cho lệch tướng qua. Bởi các bạn thấy thêm có bình vào qua che đường thì không được. Như vậy bị bên đỏ của vương cho thả mã chiếu ngay, bắt pháo. Đường cờ che cây không thể đi dành cho bên đen. Trong thực chiến của trận cờ, bên đen cho lệch tướng qua. Vương bình vào chiếu. Tướng vào. Tiếp tục thả mã bắt sĩ. Tướng chạy tầng 2. Thoái pháo V đang mượn lực có thể thả tiếp đường cờ mã 4-2. Bên đen cho bình vào qua. Vương thoái V và tiếp theo phần cờ cho pháo 4-2. Và sau khi đánh ra vị cờ trên thì đồng hồ của bên đen đã hết. Anh bị xử thua dụng kim. Trước thực chiến của trận cờ thì vương đi tiếp bằng phần cờ cho mã 2-3 trước khi trọng tài xử thua bên đen. Đánh tiếp các bạn thấy ngay, bên đen vẫn thua và chết cây. Đánh tiếp bắt buộc phải thoái pháo về, khi đó bên đỏ của vương nhẹ nhàng cho thoái mã về ngay để chiếu tướng bắt chết pháo của bên đen. Hình cờ trên thì bên đen sẽ kém quân và thua về cờ tàng. Như vậy kênh Học Cờ Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên màn thi triển cờ tàng ảo diệu đến từ ngoại tinh lấy khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.